Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về cái loại vỏ bình đựng pin nha. Đây, đầy đủ phụ kiện luôn nha. Mặt đồng hồ, đèn led, cổng USB nha, cổng sạc. Đây, tay xách nha, cặp đồng. Đây, cái chiều dài của nó, chiều dài đây là 23,5 cm nha. Còn chiều cao của nó đây, chiều cao của nó là 31 cm. Còn chiều rộng đó nha, chiều rộng này á, chiều rộng này là 7 cm nha. Đấy, anh em nào mua về để ráp pin thì cứ liên hệ trên shop của mình nha. Đây, khi mình ráp hoàn thành là nó sẽ ra được một cái vỏ bình như thế này nha. Đấy, mặt đồng hồ này, cổng sạc này, cổng USB này, công tắc này. Đấy, ráp hoàn chỉnh là đèn led này nha. Đấy, anh em nào mua thì cứ đặt hàng trên shop của mình nha.